Chiều nay, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đối với đơn vị bầu cử số 4 gồm quận Hoàng Mai và huyện Gia Lâm. Vấn đề cử tri quan tâm đó là luật thủ đô sửa đổi cần tạo những cơ chế chính sách đặc thù, vượt trội để xử lý những vấn đề tồn tại nhiều năm nay. Tại kỳ họp thứ 6 vừa qua, Quốc hội đã cho ý kiến lần đầu đối với 8 dự án luật, trong đó có luật thủ đô sửa đổi. Cử tri đồng tình với việc cần thiết có các chính sách đặc thù để phân cấp, giao quyền mạnh hơn nữa cho Hà Nội, chủ động giải quyết những vấn đề như tập trung đông dân cư, gây quá tải hay ùn tắc giao thông. Tôi nghĩ là cần phải có những cái chính sách rất là đặc thù để làm sao có thể đưa được các trường ra. Nó không chỉ liên quan đến cái chuyện là cơ sở hạ tầng, chuẩn bị cơ sở hạ tầng cho các trường, rồi là rất nhiều vấn đề liên quan đến ví dụ như là tài chính. Cái luật cần phải điều chỉnh để làm sao mà giãn được dân ra, đưa những cái khu vực nhà máy, hình như là có một thời là nhà máy đã di chuyển ra khỏi thành phố Hà Nội rồi, các trường đại học là cũng phải nên là như thế. Thông tin với cử tri, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho rằng luật thủ đô sửa đổi có nhiều nội dung rất quan trọng để phân cấp, ủy quyền, có chính sách đặc thù vượt trội để thủ đô giải quyết những vấn đề hàng chục năm nay không thực hiện được. Lâu nay các trường chủ yếu là thuộc bộ ngành trung ương, thậm chí là thuộc chính phủ. Hiện nay các trường này là đơn vị sự nghiệp công lập, tự chủ, không thể có tiền chuyển được nếu như không có cơ chế đột phá. Và Hà Nội định hướng của chúng ta là phát triển các thành phố vệ tinh, giãn dân ra chứ không phải hút dân vào như vừa qua. Trong khu vực nội đô, trong đó có Hoàng Mai, cho nên là đủ mọi thứ khổ thôi. Khổ về trường, khổ về lớp, khổ về y tế khi bệnh tật xảy ra như vừa qua. Khổ về giao thông, khổ về bụi bặm. Thế thì trong này cũng kiến nghị là thành phố có thể bỏ ngân sách của thành phố ra để đầu tư một cái trường mới, giao lại cái trường cho một cái trường mới lên đây, trả lại khu vực thế này cho chúng ta. Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng nhấn mạnh những chính sách đột phá trao quyền cho Hà Nội là rất quan trọng và đã nhận được sự đồng tình cao của các đại biểu Quốc hội để thủ đô làm đầu tàu cho cả nước, đi đầu trong đổi mới chính sách, đúng như nhấn mạnh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Đây là dự án luật có tầm quan trọng đặc biệt. Hà Nội vừa là đô thị đặc biệt, vừa là thủ đô của cả nước, thủ đô văn hiến và anh hùng.